Grigori hay Watcher, hay gọi là người canh gác, là nhóm những thiên thần sa ngã trong Ngụy Kinh, hay còn gọi là Thứ Kinh, những cuốn kinh thánh không chính thống. Chúng quan hệ với những phụ nữ người Trần, dẫn tới sự xuất hiện chủng lai mang tên Nephilim, những tên khổng lồ trong sách Sáng Thế. Có người lại lý giải rằng Grigori thật ra là thiên sứ đến từ những ngôi sao cổ xưa. Grigori được xác định có khoảng 200 người, song chỉ có một số được đề cập tên, chẳng hạn như Samyaza, Ramuel, Daniel, Askil, Amers, Azazel. Sách Enoch 2 nói về 4 cấp bậc của thiên thần sa ngã, bao gồm Satanel. Satanel là hoàng tử của những kẻ sa ngã. Satanel từng là một thiên thần cấp bậc cao, hắn kiêu ngạo cho mình tốt đẹp hơn Chúa. Vì thế bị đuổi khỏi thiên đàng trong ngày sáng thế thứ 2, hắn bị giam giữ ở thiên đàng thứ 5. Grigori. Grigori là những kẻ cũng bị giam giữ ở thiên đàng thứ 5, chán nản và kín tiếng. Những thiên sứ tông đồ. Là thiên sứ dưới trướng của Satanel, chúng lên kế hoạch cùng hắn ta và để chống lại Chúa. Chúng bị giam giữ ở thiên đàng thứ 2, nơi được miêu tả là màn đêm đen hơn bất cứ bóng tối nào ở trái đất. Chúng có bộ dạng tăm tối, ủ rũ và chỉ còn biết chờ đợi đến ngày phán xét cuối cùng. Thiên thần. Thiên thần có thể bao gồm cả một vài Grigori, là những kẻ bị phạt lưu đày xuống mặt đất. Ban đầu, nhiệm vụ của Grigori là tới trái đất để theo dõi con người, nhưng rồi chúng nảy sinh nhục dục với phụ nữ trần thế. Dưới sự lãnh đạo của Samyaza, những thiên thần này đã kết hôn và sống chung với những người phụ nữ họ thích. Con cái của họ là Nephilim, những người khổng lồ man dợ đã cướp bóc đất đai, đe dọa an nguy của nhân loại. Samyaza cùng thiên thần sa ngã khác trở nên tham lam, dạy con dân cách tạo vũ khí, trang sức và kỹ năng bí mật không được tiết lộ. Từ đây, lòng tham lam xuất hiện. Trái đất trở nên ô uế, nên Chúa đã phái thiên thần Orion xuống báo cho Noah làm thuyền. Tiếp đến, Chúa gây ra trận đại hồng thủy nhằm quét sạch Nephilim khỏi trái đất. Còn các Grigori bị giữ chân ở thung lũng trần gian cho tới khi ngày tận thế diễn ra. Theo niềm tin của Công giáo, tội lỗi của Grigori tràn khắp trái đất, hủy diệt thế giới của chúng ta. Các nhà thần học cho rằng Grigori đến từ vương quốc của quỷ, mà Satan là vị hoàng tử tối cao đứng đầu cai trị. Năm 1800, Đức Hồng Y Newman có ghi rằng không thiên thần nào hoàn toàn tốt hay hoàn toàn xấu, chỉ là chúng không độc ác như quỷ dữ. Truyền thuyết về Lucifer. Theo Kinh Thánh, Lucifer là đứa con đầu tiên được sáng tạo nên bởi Chúa, là vị Seraphim cũng như tổng lãnh thiên thần đầu tiên và có quyền năng tối thượng nhất. Bởi hắn được sinh ra theo hình ảnh của Chúa, Lucifer đã có năng khiếu với khả năng sáng tạo để biểu hiện vật chất và năng lượng ra từ hư không cùng năng lực hồi phục, tái tạo. Lucifer luôn là thiên thần được coi trọng và Chúa yêu quý, cho đến một ngày Chúa tạo nên Adam và Eva từ bụi đất và lệnh cho hắn phải thần phục con người. Lucifer cho rằng con người mới là kẻ phải thần phục và sùng bái hắn, bởi hắn được tạo nên từ ngọn lửa, ánh sáng đầu tiên của thiên đàng. Lucifer coi đây là một sự sỉ nhục và bất công, hắn muốn chính mình được hiệp cùng bản tính Chúa, chứ không phải là một con người nào. Sau đó hắn bèn tập hợp các thiên thần khác, những kẻ cũng coi việc cúi mình trước loài người là một sự sỉ nhục, khi mà họ mới chính là tạo vật đầu tiên của Chúa. Sự phản bội này của Lucifer đã khiến hắn trở thành kẻ đối nghịch với các thiên thần, cùng với hơn 130 triệu thiên thần khác trở thành đoạ sứ, gây nên cuộc chiến lớn nhất trên thiên đàng với các thiên thần được dẫn đầu bởi Michael, Gabriel, Raphael, Uriel, Seraphiel, Jehudiel và Raziel và 260 triệu thiên thần khác. Với đầy sự ngạo mạn, Lucifer đưa ra một lời tuyên chiến rằng ta sẽ ở trên thiên đàng, ta sẽ khắc tên ta lên trên những vì sao của Chúa, ta sẽ ngồi trên vị trí lãnh chúa của mọi thứ, trên mọi đỉnh cao nhất của mọi ngọn núi linh thiêng nhất, ta sẽ lên cao hơn các đám mây, ta sẽ như đấng tối cao. Chúa cho tổng lãnh thiên thần Michael chống lại Lucifer và bè lũ của hắn. Với quyền lực Chúa ban cho, Michael cùng các thiên thần trung thành nhanh chóng chiến thắng Lucifer và bè lũ phản nghịch. Sau đó, Lucifer được Michael đặt cho tên mới là Satan. Kết thúc trận chiến, Lucifer và tất cả các thiên thần sa ngã theo hắn bị đuổi khỏi thiên đàng như là một sự trừng phạt cho cuộc nổi dậy của chúng. Sau khi trở thành Satan, Lucifer trở thành một trong 4 vị vua của địa ngục. Hắn đem lòng thù hận loài người và đã hóa ý thức thành con rắn và xúi Eva và Adam ăn trái cấm trong vườn địa đàng của Chúa để chứng minh loài người không hề hoàn hảo.
Adam không dám hái, nhưng Eva lại nhanh chóng nghe lời con rắn và hái xuống. Sau đó cô chia cho Adam và cả hai đều cùng ăn trái cấm. Đây chính là tính hình tượng mô tả phụ nữ thường dễ bị cám dỗ bởi sự ham muốn, còn đàn ông lại dễ thay lòng vì phụ nữ. Sau khi bị phát hiện loài người ăn trái cấm, Chúa tức giận và trừng phạt con rắn mất chân vĩnh viễn, cả đời mài bụng mà đi. Con người bị đuổi khỏi thiên đàng vì tội lỗi của mình sẽ phải chịu sự đau đớn khi sinh đẻ, tự mình phải kiếm ăn, đối mặt với những bản tính xấu xa như lòng tham, ích kỷ, lười biếng, hình thành 7 con quỷ tượng trưng cho 7 tội lỗi, tạo nên sự thống khổ của con người.